Bên mình xin chào ông bà cô chú và anh chị ạ. Hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mảnh đất. Mảnh đất nhà mình nó rất đặc biệt, là ba mặt tiền mọi người nhé. Đấy, một mặt tiền đường nhựa và hai mặt tiền đường đất. Hai mặt tiền đường đất này thì nói chung là mặt tiền đất rất rộng mọi người nhé. Mặt tiền đường nhựa của lô đất nhà mình là 36 mét, chạy sâu vào trong là khoảng chừng 100 mét, và mặt tiền đằng sau á, sau hậu á là khoảng chừng mặt tiền đằng phía sau là khoảng chừng 38 đến 40 mét mọi người nhé. Cái lô đất nhà mình thì nó nở hậu. Và em xin nhắc cho mọi người cùng biết đến là lô đất này nằm tại xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cách nhà thờ á, thì khoảng chừng 400 mét và cách chợ thì khoảng chừng 1 km mọi người nhé. Đường đi thì thuận tiện, dân cư thì đông đúc. Đó, cái đường đất của nhà mình đây mọi người này. Đấy, ba mặt tiền luôn. Lô đất rất đẹp. Dân cư thì đông đúc mọi người nhé. Mặt tiền đường nhựa là 36 mét, sâu vào khoảng chừng 100 mét. Và mặt tiền đằng sau á, là khoảng chừng 40 mét. Lô đất nhà mình là nở hậu. Trên mảnh đất nhà mình thì chủ nhà có xây một căn nhà và 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Và sân thì đã đổ bê tông hết rồi. Sân sân là đổ bê tông, xung quanh đã rào lưới. Đất là đất thể dương và hướng là Tây Nam mọi người nhé. Lô đất nhà mình đấy. Đây mọi người cùng xem này, đường đi thì thuận tiện, dân cư thì đông đúc. Miếng đất này em cũng xin nhắc lại cho mọi người biết là nó rất đặc biệt, nó nằm ba mặt tiền luôn mọi người nhé. Ba mặt tiền, sau này mà mình có thích mình cắt ra một khúc mình bán vẫn cứ được. Và bên mình rất mong ông bà cô chú và anh chị hãy nhận đăng ký kênh, ủng hộ like và chia sẻ cho bên mình vậy ạ, để bên mình có thêm cái động lực để đi kiếm những nguồn đất rẻ đẹp để giới thiệu cho mọi người cùng biết đến ạ. Và trên màn hình bên mình luôn luôn hiển thị hai số điện thoại 0834 355 755 và 08 và 0354 640 741. Nếu ông bà có chủ với anh chị nào quan tâm thì cứ hãy gọi cho bên mình để bên mình gửi sổ sách giấy tờ cho mọi người cùng xem nhé. Đất của lô đất nhà mình thì đất thể dương, đất cao hơn so với mặt đường khoảng chừng 6-70 phân mọi người nhé. Và chủ nhà trên cái mảnh đất này thì tổng diện tích trong sổ là 3 số 3. Nhưng mà bác chủ có nói là khoảng chừng diện tích thực thì khoảng chừng 3 số 4 mọi người ạ. Đó. Trên đất thì chủ nhà có trồng sầu riêng và tiêu, một ít cây bơ, mà chủ yếu là mấy chục cây sầu riêng mọi người á. Giờ em tóm tắt lược ở trên cao chút nữa em sẽ tóm tắt phía dưới cho mọi người, người cùng xem hả. Đó, lô đất nhà mình thì nó vuông vức luôn, nó đẹp, nằm ngay khu dân cư đông đúc mọi người ạ. Đường xã thì thẳng tưng luôn. Nói chung là do cái giá cả nông sản xuống thì ở khu vực Tây Nguyên này thì nhiều nhà cũng cái tiêu cà xuống mọi người, nên là nhiều nhà cũng vỡ kế hoạch xíu thì cũng cần bán một ít nhiều gì đó để trang trải cuộc sống. Đây, như lô đất nhà mình thì nó vuông vắn là mọi người nhé, nó rõ ràng vuông vắn. Và lô đất nhà mình á, thì nó có 100 mét thổ cư, 100 mét thổ cư mọi người ạ. Cách nhà thờ chỉ tầm 400 mét thôi. Đó, nên nó em thấy nó rất thuận tiện. Đó, nhà thờ trước mặt mình nó mọi người nhé. Nhà thờ này mới xây xong, mới hoàn thiện được mấy tháng đấy. Nhà thờ này rất rộng lớn và đẹp lắm. Cái nhà thờ đó là rất quá đẹp luôn mọi người nhé. Đó, lô đất nhà mình là 3 mặt tiền đấy mọi người này. Bây giờ em sẽ đưa cho mọi người xem khu vực ở phía dưới ạ. Đây, chủ nhà đã đổ bê tông. Chủ nhà đã đổ bê tông hết rồi mọi người này. Xung quanh thì chủ nhà có rào lưỡi B40 cái vườn nhà mình rồi. Đây, một cái sân bê tông này rất rộng.
Và em xin nhắc lại cho mọi người cũng biết là hướng lô nhà này, khi nãy em xin nhắc sai là hướng Tây Bắc mọi người nhé. Lô nhà này, căn nhà này là hướng Tây Bắc. Đây, mọi người cũng có thể xem nhé. Căn nhà mình là có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Và có kho để sau này ai có thích chạy ô tô hay là làm cái gì vào trong vẫn được, rộng rãi, thoáng mát. Giá của lô đất này thì chút nữa em sẽ để trong phần mô tả và tiêu đề, mong ông bà cô chú anh chị nhận vào đó để xem nhé. Đây là cái trần nhà mình đây mọi người, trần vẫn còn mới đấy. Và xung quanh cái nhà mình thì chủ nhà có đóng gạch lên một khúc khoảng chừng 1m8 để cho nó sạch sẽ mọi người ạ. Đó, để chủ nhà cũng đóng gạch lên cao cao xíu để cho nó thấy sạch sẽ, nó không dơ bẩn. Và cái căn nhà mình thì nói chung là gạch nó vẫn đang mới, chưa có bẩn gì đâu mọi người nhé. Nằm ngay khu dân cư. Đây, cái khu này, cái nhà này hồi nãy em giới thiệu cho mọi người là cái nhà kho để ô tô chạy vào đó luôn cũng được, hoặc là để đồ dụng cụ cá nhân gì trong đó. Và khu vực này là nhà bếp mọi người nhé. Đây, ra khu vực ở phía ngoài này thì khu vực phòng vệ sinh, phòng tắm. Đây, đây là giờ em sẽ đưa mọi người ra xem cái vườn nhà mình, cái giếng nhà mình nằm phía sau đấy mọi người này, cái giếng cũng có cái giếng đây rồi. Và đây giờ em sẽ đưa mọi người đi xem cái khu vực vườn nhà mình. Vườn thì chủ nhà nói chung là giờ cũng bỏ bê, nên là chủ nhà có trồng được mấy chục cây sầu riêng, rồi một ít bơ, ít tiêu, rồi một ít cây ăn trái như xoài thì linh tinh mọi người nhé, một loại một ít. Thế cái mảnh đất này thì chủ nhà có nói là trong sổ là 3,3 sao, nhưng mà thực tế của nó là phải lên đến 3,4 đến 3,5 sao mọi người ạ. Và như con đường đất, hai mặt tiền con đường đất nhà mình thì nó khoảng chừng rộng khoảng chừng 4 mét. Nên sau này ai có thích, ví dụ cô kẹt tiền thì mình có thể bán một khúc phía sau vẫn cứ được, vì nó nằm vào là 3 mặt tiền mọi người ạ, nó cũng thuận tiền. Lô đất nhà mình em xin nhắc lại một lần nữa là nằm tại xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông, cách ủy ban, cách nhà thờ khoảng chừng 400m, cách chợ và trường học khoảng chừng 1km mọi người nhé. Và đây là lô đất nhà mình, nó 36m bán mặt tiền đường nhựa như này, và 100m, khoảng chừng 100m mặt tiền đường đất kéo dài vào sâu vào trong, và mặt tiền đường hầu nữa là khoảng chừng 40m. Lô đất nhà mình là 3 mặt tiền, đường thì rộng rãi thoáng mát, dân cư đông đúc. Hướng này là hướng đi về nhà thờ mọi người nhé. Là hướng bên tay trái là đi về nhà thờ, hướng bên tay phải là cái hướng đi sang bên huyện Tuy Đức được luôn mọi người nhé. Đó, hướng đi tay phải là hướng sang Tuy Đức và về Sài Gòn. Thì một lần nữa bên mình không biết nói gì hơn, bên mình xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú và anh chị trong những video lần sau ạ. Mong ông bà cô chú và anh chị hãy nhận đăng ký kênh, ủng hộ like để sau này cập nhật những cái video mới nhất bên mình đưa lên ạ. Một lần nữa bên mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.